Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Yin-Sin đang hoạt động trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Dự báo là vào ngày 8 tháng 11 thì bão sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Đồng thời, những ngày vừa qua, khu vực miền Trung đã có mưa to đến rất to. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện về việc ứng phó với bão Yin-Sin gần Biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Yin-Sin và mưa lớn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ trong thời gian vừa qua, kiểm tra rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nước và hạ du, chủ động vận hành hồ chứa, đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Một số địa phương phía Bắc của tỉnh Bình Định do hứng chịu những trận mưa lớn liên tục đã xuất hiện tình trạng ngập cục bộ và chia cắt giao thông ở nhiều nơi, đặc biệt là huyện Hoài Ân và An Lão. Tại huyện Hoài Ân, nước sông Nước Lương dâng cao khiến cầu Nước Lương ngập sâu khoảng nửa mét. Giao thông tại khu vực này bị chia cắt, cô lập 140 hộ dân ở xã Đắc Mang. Bên cạnh đó, nhiều vị trí trên tỉnh lộ 629, đoạn qua xã Ân Hảo Đông cũng bị cô lập cục bộ, với mực nước dâng từ 30 đến 60 cm, gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện. Tại huyện An Lão, nước dâng qua bờ tràn suối Sari đã chia cắt toàn bộ 95 hộ dân. Trong 24 giờ tới, dự báo tại Bình Định sẽ tiếp tục có mưa lớn. Chính quyền và các lực lượng chức năng đã và đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết, bảo đảm an toàn về tính mạng và giảm thiệt hại về tài sản cho người dân. Những ngày qua, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Một số địa phương tại Tuyên Hóa đã xảy ra ngập lụt cục bộ, một số điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất. Với phương châm 4 tại chỗ, thì huyện Tuyên Hóa đã kịp thời triển khai các phương án chủ động ứng phó với mưa lũ. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, đe dọa đời sống sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời 6 hộ với 20 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời cắm các biển cảnh báo và cử lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Vận động bà con những cái chỗ mà có nguy cơ sạt lở là phải di rời tài sản thì nói chung là cái gì đáng giá thôi, chứ con không thể chi hết, nhưng mà người thì phải đi hết. Và tình trạng hiện nay thì nguy cơ sạt lở trên địa bàn này rất là nguy hiểm. Vừa là sạt lở dọc bờ sông, vừa là sạt lở trên sườn đồi. Tại huyện Tuyên Hóa, mưa lớn cũng đã khiến nhiều cầu, ngầm tràn, tuyến giao thông bị ngập cục bộ. Tại khu vực đồi phòng không thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, địa phương đã vận động sơ tán 39 hộ với 129 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đợt mưa lũ đợt này thì Ủy ban xã đã tập trung triển khai các phương án, đặc biệt là tập trung nhóm thứ nhất là các khu có nguy cơ sạt lở, nhóm thứ hai là nhóm ảnh hưởng đến vấn đề ngập lụt tại khu vực liên kề để di dời từ nhà thấp nhà cao đến vùng an toàn đối với các hộ ngập lụt và các tình huống có thể lũ dâng cao. Công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ từ huyện đến xã và đến các thôn, và có một số vị trí thì như ở đồi phòng không với các vị trí như thôn Ba Tâm, thôn Thuận Tiến, chúng tôi đã triển khai lực lượng cho người dân di dời khỏi các vị trí có nguy cơ sạt lở núi cao. Cùng với việc triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, hiện nay huyện Tuyên Hóa cũng đang tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để chủ động ứng phó với mưa lũ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.